À, như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm assignment, tạo ra một cái menu, và chắc chắn rằng thầy sẽ không hướng dẫn cụ thể vô cái bài của mình mà thầy sẽ hướng dẫn cái phần tương tự thôi. Như vậy trong này người ta nói là viết chức năng số 1, số 2 cho đến chức năng thứ mấy. Trong này 7 chức năng, số 7, số 8, số 9, số 10. Được chưa? Có 10 chức năng. 10 chức năng. Và cái bài giai đoạn 1 thì các bạn làm menu đủ 10 chức năng cho thầy. Nhưng mà bài giai đoạn 2 thì các bạn lược bớt 5, 7, 9. Được chưa? Lược bớt 5, 7, 9. Bạn nào thấy là có khả năng làm đầy đủ hết 10 chức năng thì làm. Còn nếu mà không thì chúng ta lược bớt chức năng 5, 7, 9. Nghe kịp không? Rồi, ok. Như vậy khuyến khích các bạn làm hết. Khuyến khích các bạn làm hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xây dựng giai đoạn 1 là menu của chương trình. Được chưa? Như vậy thì đối với lại bài menu này, và thầy đã dựa trên cái bài mà mình đã làm nè, đó, thầy đã viết các cái hàm riêng. Thì khi mà làm cái bài assignment giai đoạn của mình, các bạn cố gắng tạo cho thầy một cái process mới là số thứ tự, ví dụ như của thầy 00 đi chẳng hạn, rồi mã số sinh viên BS18300, ví dụ như vậy ha. Quang Bình. Rồi. ASM đó, assignment. Như vậy thầy đã có được cái thư mục của riêng mình. Thư mục của riêng mình cho cái bài assignment giai đoạn 1. Tạo ra cái folder để chắc chắn rằng nó không bị đụng. Rồi lưu lại, dán cái tên này ra lại. Và mình cũng phải khỏi cần suy nghĩ là đặt tên gì. Các bạn đừng có để là main.c nha. Main.c. Ủa thầy đang tạo ra một cái project CPP rồi. Các bạn tạo ra project.c thôi. Đừng có CPP. Cứ làm .c thôi các bạn. Rồi chấm CVB thì mình nghiên cứu sau, không nhất thiết là phải chấm CVB đâu. Rồi. Như vậy thì ở đây mình có 10 chức năng. 10 chức năng. Và chức năng 1 của các bạn là chức năng gì thì các bạn ghi tên ra. Ví dụ chức năng 1, rồi gạch dưới cho thầy một cái. Chức năng 1 của mình làm gì? Chức năng 1 kiểm tra số nguyên. Kiểm tra số nguyên, các bạn cứ ghi tên dài không sao. Void chức năng 2 ước số chung và bội chung, mình ghi là ước chung bội chung. Rồi chức năng 3, thầy ví dụ ba chức năng thôi, còn các bạn thì làm đầy đủ ha. Chương trình tính tiền cho quán karaoke. Ok, voi chức năng 3 tính tiền karaoke. Rồi tính tiền karaoke. Tương tự như vậy các bạn sẽ viết các chức năng khác. Bây giờ xuống dưới này chúng ta sẽ để chỗ này là admin, và mình sẽ viết cho cái chương trình đầu tiên, mở ngoặc enter. Tất nhiên là bạn phải viết cái đoạn code kiểm tra số nguyên chỗ này, nhưng đối với giai đoạn 1 các bạn chỉ cần thông báo đây là
chương trình kiểm tra số nguyên. Rồi, đối với giai đoạn 1 nhé, bạn chỉ cần viết như vậy là ok, chưa cần cái rụt. Còn bạn nào viết được cái rụt thì quá tốt, khuyến khích các bạn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết cho chương trình con thứ hai. Chương trình con thứ hai. Rồi, thầy copy cái này lại. Đây là chương trình tìm ước chung bội chung. Đó, tìm ước chung bội chung. Tương tự như vậy, thầy sẽ viết cho số 3. Cái này là chúng ta đang chuẩn bị phần nội dung. Đây là chương trình tính tiền karaoke. Rồi, như vậy là mình đã có được 3 chương trình riêng. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là viết menu. Đó, viết menu chỗ này. Được không nào? Như vậy thì cái phần viết menu này thầy sẽ chia thành hai giai đoạn. Một giai đoạn là chỉ có xuất một lần rồi kết thúc chương trình, không có lặp lại. Nhớ nha. Rồi, mình viết đơn giản là chỉ xuất một lần duy nhất, sau đó kết thúc luôn. Như vậy trước tiên các bạn sẽ đưa câu thông báo là menu chương trình assignment xuống dòng. Rồi friend, nếu chọn số 1 thì chức năng 1 kiểm tra số nguyên, xuống dòng cái. Nếu không xuống dòng thì nó viết liền luôn, nhìn rất là khó nhìn. Tương tự mình sẽ chức năng 2, chức năng 3. Chức năng 2, chức năng 3. Tìm ước chung, bội chung. Chức năng 3. Tính tiền karaoke. Rồi. Như vậy mình đã xuất được 3 câu. Và mình sẽ ghi là chọn một trong 3 số 123 để chạy cái chương trình. Như vậy cái chọn của mình 1 hoặc 2 hoặc 3 thì mình dùng cái gì để lưu cái chọn này? Dùng biến này kiểu gì? 1 hoặc 2 hoặc 3. Biến này kiểu kiểu gì các bạn? Kiểu số. Mình ghi là chọn. Đúng không? Rồi xuống đây mình sẽ in ra câu thông báo. Chọn một chức năng. Hai chấm. Có xịt N không? Xịt không? Không. Để cho nó nháy ngay cái chỗ cái dòng. Và scan. Scan phần trăm gì? Phần trăm D. Phẩy. Và chọn. Rồi, chọn một chức năng. Đến đây kịp không? Ai không kịp nói nha. Rồi, mình sẽ dùng cái gì? Nếu chọn 1 thì làm việc này, nếu chọn 2 làm việc này, nếu chọn 3 làm việc này. Mình sử dụng gì? À, squid key. Bạn cũng có thể dùng if else. Squid gì? Chọn. Rồi, làm gì ở đây? Key. Nếu chọn 1, chú ý chỗ này, chọn của chúng ta là số. Cho nên ở đây mình để 1. Nếu chọn là ký tự, bài trắc nghiệm hôm trước là ABC thì chỗ này mình để ký tự. Chú ý chỗ này. Nếu chọn là 1
thì mình sẽ làm gì? Mình gọi cái hàm chức năng 1. Nếu chọn là 1, mình gọi hàm chức năng 1. Nhớ có lệnh break nha. Nếu không có lệnh break thì sao ta? À, nó tiếp tục với cái key ở dưới luôn, chứ nó không thoát. Key nếu chọn là 2. Nếu chọn là 2 thì chúng ta thực hiện chức năng 2. Nếu chọn là 3 thực hiện chức năng 3. Rồi, chỗ này đối với lệnh cuối cùng chúng ta có thể không cần break. Còn nếu như chúng ta viết đầy đủ thì chúng ta có cái gì nữa ta? Default. Sai gì? F A U L T. Ok. Nếu như mà default, tức là bạn chọn gì? Chọn sai rồi. Phải không? Chọn chức năng 1, 2 hoặc 3. Đó, thông báo cho người ta. Rồi, chạy coi. Sai gì? Chọn chức năng. Ví dụ như mình chọn chức năng là số 4. Phải chọn chức năng 1, 2, 3. Mình chọn số 1. Thì đây là chương trình kiểm tra số nguyên. À, số nguyên tố chứ. Phải không? Số nguyên hay là số nguyên tố? Kiểm tra số nguyên. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong phần 1. Chỉ có sử dụng một lần duy nhất, chưa lặp lại. Được chưa? Đấy. Như vậy thì cái bài giai đoạn 1, các bạn chỉ cần viết cho thầy đủ 10 chức năng. Và ở phía dưới này viết cho thầy 10 cái hàm riêng. Và gọi các cái hàm đó lên đây. Dễ không ta? Hả? Khó chỗ nào? Khó cái gì nào? Đó. Mình viết từng cái hàm con riêng. Ở trên này là mình giới thiệu tên hàm. Ở phía sau hàm main, mình viết từng cái hàm đó ra. Và trong hàm main, mình muốn gọi hàm nào thì mình ghi tên hàm mình gọi nó thôi. Được không nào? Được chưa? Rồi. Đó là giai đoạn 1